Pháp môn này còn gọi là pháp khó tin, do phương pháp quá đơn giản, quá dễ dàng, nên rất nhiều vị Bồ Tát chẳng tin. Nói theo lý phải hết vọng mới có thể quay về nguồn được. 84,000 pháp môn đều chẳng tách lìa nguyên tắc này. Vọng là phiền não. Ba loại phiền não lớn là vô minh phiền não, kiến tư phiền não và trần sa phiền não. Đây là ba loại lớn. Đoạn kiến tư phiền não, lục đạo luân hồi chẳng còn nữa. Bởi lẽ lục đạo chẳng thật, giống như một giấc mộng. Quý vị chưa thoát khỏi lục đạo, đang nằm mộng vẫn chưa tỉnh. Khi nào quý vị buông kiến tư phiền não xuống? Kinh Hoa Nghiêm gọi kiến tư phiền não là chấp trước. Đối với hết thảy pháp thế gian và xuất thế gian chẳng còn chấp trước. Buông kiến tư phiền não xuống, quý vị bèn chứng quả A La Hán. A La Hán đã tỉnh, từ trong lục đạo tỉnh giấc mộng lớn, bèn là A La Hán. Lục đạo chẳng còn nữa. Lục đạo chẳng còn đã tỉnh, vì sao quý vị vẫn còn ở trong mộng? Quý vị còn có phân biệt, còn có vọng tưởng. Những thứ này vẫn là phiền não, nhẹ hơn kiến tư phiền não một tí, nhưng vẫn còn. Nếu phân biệt cũng buông xuống, chẳng còn phân biệt nữa. Không chỉ là chẳng phân biệt, mà vọng tưởng cũng buông xuống. Vọng tưởng là gì? Tôi thường gọi nó là khởi tâm động niệm. Sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần, chẳng khởi tâm, chẳng động niệm. Khởi tâm động niệm đều không có, đương nhiên chẳng có phân biệt chấp trước. Quý vị thật sự tỉnh mộng, hãy tỉnh thì tứ thánh pháp giới đều không có, tức là mười pháp giới chẳng có. Mười pháp giới bao gồm lục đạo, dưới là lục đạo, trên là tứ thánh. Tứ thánh là Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật. Phật trong tứ thánh pháp giới cũng chẳng thật. Phải biết điều này, đừng nên chấp trước, chớ nên phân biệt. Sau khi buông xuống những điều này, chẳng thấy tứ thánh pháp giới được, quý vị thật sự tỉnh khỏi cảnh mộng. Khi tỉnh ấy vẫn còn có tướng cảnh giới, vẫn còn có tướng. Tướng gì vậy? Chúng ta thường gọi nó là nhất chân pháp giới. Là cõi thật báo trang nghiêm của chư Phật Như Lai. Chúng ta nói thế giới cực lạc, Kinh Hoa Nghiêm nói thế giới hoa tạng, chúng đều là những cõi thật báo của Như Lai. Nói tới cõi thật báo của Như Lai, quý vị phải nhớ, nó là cõi thật báo của chính mình. Tự tha bất nhị, tha là chư Phật Như Lai, thật sự chẳng hai.